Rồi giữa Sài Gòn tấp nập thì ta vô tình bắt gặp món ngon. Rồi bữa nay tôi đang cái món bánh cuốn với cái lách này mấy bà. Nói cái nết của tôi chắc cũng y chang mấy bà. Hễ mà tối thèm là sáng phải lết cái lách đi ăn cho bằng được mới chịu. Hãy đi ăn đúng chỗ cô chú này bán tôi mới chịu nha. À, hồi xưa là tôi không có mê ăn cái bánh cuốn này đâu. Tại vì lần đầu tiên ăn ăn trúng cái chỗ ăn không có hợp khẩu vị đó, nên thành ra tôi có định kiến cái món này luôn á. Rồi từ khi tôi về chỗ này tôi ở rồi ha, rồi đi ăn được cô này làm rồi một lần ha, rồi tôi mê luôn. Tới giờ là chỉ ăn được có mình cô ấy thôi, không ăn được chỗ khác luôn á. Bánh cuốn ở đây là cô đổ nóng thì mình ăn liền luôn đó mấy bà. Rồi á, mà một phần có hai cuốn thôi là người ta ăn đủ rồi, mà cái tay mặt của tú là phải ăn bốn cuốn đó. Bởi vậy đi, mỗi lần đi ăn là chú biết là chú tự làm luôn. Nói chỉ cần xách đít lại ngồi là chú biết u như kỹ liền. Chú khỏi cần hỏi gì hết là đem ra cho tôi một phần gấp đôi cái phần bình thường đó. Thường mấy bà ăn cái món gì chấm chấm người ta sẽ gọi nước mắm là linh hồn của món ăn đúng không? Nhưng mà cái món bánh cuốn này tú thấy cái bột nó là linh hồn của món ăn nha mấy bà. Nó thơm mùi gạo mà nó mềm nó dẻo gì đâu á. Mà cũng không thể nào phủ nhận được cái sự ngon, cái sự quyến rũ của bà nước mắm nha mấy bà. Trời ơi, nước mắm ở đây cô làm nó vừa kiểu như ăn nó ngọt ngọt, nó mặn mặn mà nó cay vừa đủ thôi á. Chan vô một miếng ta nói hết sảy con bà bảy luôn á. Rồi cái lúc này tôi đang ăn mà tôi suy nghĩ đó, chiều nay mình sẽ ăn cái gì đây bây giờ ta. Rồi ngồi suy nghĩ ngồi bà bánh xèo vẫn nhảy vô cái đầu của tôi, tại vì đang ăn cái món nước mắm này nó ngon quá trời quá đất luôn á. Rồi thế là chiều nay tôi kéo đám hội bạn thân của tôi ghé nhà tôi để làm món bánh xèo ăn, mà bị cái trong nhóm có đứa nó ăn chay bắt nhơn vậy đó, nên thành ra là phải làm cái món bánh xèo chay. Mà nhân tiện đây thì mình cũng ăn chay cho nó thanh tịnh đi nè. Cái trong nhóm có đứa em nó rất đảm đang, hễ nấu món nào nó cũng biết nấu hết trơn hết trọi á. Rồi bữa nay bả làm món bánh xèo chay này. Bánh xèo thì mấy bà ra siêu thị mua bột thôi, người ta chỉ pha sao pha chan vậy, mua giá mua nấm về thế là đổ vô rồi đổ được dĩa bánh xèo rất là nhanh luôn á. Mà làm cái món nước mắm thì mấy bà hãy réo gọi ông bà tổ tiên gợi nhớ cho mình để mình làm sao cho nó chuẩn nha, chứ nước mắm mà nó phèo là coi như nghỉ ăn luôn á nha mấy bà. Đó là tôi dặn mấy bà thôi, chứ bữa nay chị em tụi tôi làm cái món nước mắm nó trước que trước vớt rồi. Nhưng mà không có sao, ăn chay thì mình ráng mình ăn cho nó thanh tịnh luôn đi. Mình tưởng tượng như mình ăn nước mắm ngon đi nè. Mà cũng hên gỡ lại được cái món bánh xèo nó ngon với lại nó giòn, nên thành ra mình tạm tha cho bà nước mắm đi. Rồi tự nhiên tôi ước gì á, sau hè tôi có cây lá cách đó, tôi ra ngoài hè tôi bước vô tôi ăn cho nó ngon á. Chứ ăn bánh xèo dưới quê lúc nào cũng ăn với lá cách tôi rất là thích luôn. Bởi vì ăn ở trên đây tôi nó thiếu đủ thứ thiếu hết trơn hà. Nhưng mà được cái thì có tụi bạn nó ăn chung nên cũng ấm lòng hết sức luôn á. Ta nói cái bà cà lem bả xuất hiện là cũng do cái chị nước mắm mà bị phèo. Bởi vậy để đi ngủ cho nó ngon im luôn tới sáng thì tôi phải mần một cái cây que kem.